Phật Pháp ứng dụng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Hòa Thượng Chứng Minh Thượng Minh Hạ Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng tại Bổn Từ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hành giả trong khóa tu một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang hôm nay. Hôm nay với chủ đề chuyển hóa tâm bình mà vừa rồi chúng ta đã được nghe Hòa Thượng Trưởng Ban đã trình bày những kiến thức rất là cốt lõi về lời dạy của Phật, cũng như phối hợp với kinh nghiệm tu học của Ngài đã truyền đạt cho chúng ta một phương thuốc rất là hữu nghiệm, đó là cái phương thuốc dựa trên cái sự tu tập giới định tuệ thông qua cái sự chánh niệm tỉnh giác thu thúc lục căn qua thân khẩu ý mà Hòa Thượng đã đúc kết cho chúng ta trong một tiếng đồng hồ hôm nay. Và tiếp theo hôm nay là cái buổi phụ giảng, thì cũng chủ đề chuyển hóa tâm bình, nhưng tôi sẽ xin trình bày ở một phương diện khác để thổi luồng không khí nó thay đổi hơn, và chúng ta cũng có một kiến thức mới để hỗ trợ nhìn rõ hơn về cái nguyên nhân
của tâm bệnh mà con người chúng ta thường vấp phải. Mời các vị cùng lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, như Hòa Thượng đã chỉ dạy cho chúng ta thế nào là tâm bệnh. Tâm bệnh nói rõ hơn là bệnh về tinh thần. Bệnh về tinh thần có nghĩa là tinh thần chúng ta nó bị ô nhiễm bởi trần cảnh, cho nên kết quả dẫn đến sự khổ đau cho con người, cuộc sống thực tế của chúng ta. Khi nói tới tâm bệnh, chúng ta cũng phải nghĩ tới cái từ thân bệnh mà con người chúng ta không ai tránh khỏi được. Thế thì hồi nãy như tôi đã giới thiệu ban đầu, nếu thân con người bị bệnh thì chúng ta có thể nhờ người khác giúp đỡ cho chúng ta được. Và dĩ nhiên cái cá nhân của chúng ta là một cái cá thể trọng tâm để hỗ trợ cho người khác, giúp chúng ta thoát khỏi cái cơn thân bệnh. Thân bệnh thì cũng là rất dễ chữa lành, chỉ cần chúng ta biết cách chăm sóc sức khỏe của chúng ta. Nhưng còn tâm bệnh là đòi hỏi chúng ta cái vị chủ chốt không phải là bác sĩ lương y, mà chủ chốt là bản năng của chúng ta, ý thức tự giác của chúng ta, sự hiểu biết của chúng ta như thế nào để mà có thể chữa được tâm bệnh là do vai trò chính là chúng ta. Ngay cả Đức Phật, những vị xuất gia và quý hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư và chư đại đức tăng, những vị giảng sư cũng là những người gián tiếp giúp chúng ta thôi. Đối với tâm bệnh, nó khác với lại thân bệnh ở con người. Thế thì khi chúng ta biết được cái tâm bệnh con người vốn là không có thể ai mà không vấp phải, mỗi người có mỗi căn bệnh khác nhau, thế thì chúng ta phải tìm được nguyên nhân tại sao dẫn đến tâm bệnh của con người. Nguyên nhân nào để làm cho tinh thần chúng ta bị oan ố bởi trần cảnh, đưa đến sự đau khổ cho bản thân chúng ta? Đó là điều chúng ta phải tìm được nguyên nhân. Một bác sĩ muốn chữa được thân bệnh của con người, bác sĩ đó phải biết được căn bệnh của chúng ta, nguyên nhân dẫn đến bệnh tật đó, hoặc giả là phải tìm được virus gây mầm bệnh, thì đó mới có thể chữa trị được. Tâm bệnh cũng vậy, là chúng ta phải nhìn rõ được cái virus nào mà làm ô nhiễm tinh thần chúng ta. Virus này nó không từ đâu mà có, không từ ngoài vào, cũng không từ trong ra, mà nó ngấm ngầm từ vô thủy vô chung, nhiều đời kiếp, bản chất nằm trong bản chất của con người chúng ta. Ở đâu cũng có cả, chỉ cần cái niệm chúng ta sanh ra thì virus sẽ sanh ra. Virus đó là gì? Là những virus phiền não, tham sân si làm cho chúng ta đau khổ. Ba cái phiền não gốc làm cho cái tinh thần chúng ta bị mang mầm định nhiều đời kiếp, tới giờ này chúng ta vẫn còn khổ khổ và khổ. Nhưng mà nói gọn hơn nữa, cái mầm bệnh mà chúng ta có thể chữa được cái tâm bệnh là do vô minh và tham ái. Vô minh có nghĩa là sự không hiểu biết như thật về bản chất của vạn pháp và cuộc đời. Tham ái có nghĩa là chúng ta luôn làm nô lệ cho sự tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài và tham đủ thứ cái mà cuộc đời đã đưa đến cho chúng ta. Khi chúng ta hiểu được, biết được virus đó chính từ xuất phát vô minh và tham ái, thì giờ chúng ta phải xem vô minh không phải là u tối, đó là cái nghĩa đen, nhưng mà nói rõ là con người chúng ta không nhận biết rõ như thật về cuộc đời
là vô thường giả tạm, cho nên chúng ta mới đau khổ. Chúng ta không biết cái gì, chúng ta không biết rõ như thật thân con người là giả tạm. Chúng ta chỉ biết thân con người là giả tạm qua kiến thức và sự hiểu biết thôi, chứ chúng ta không trực ngộ được nội tâm là thân vô thường. Cho nên chúng ta không giải mã được, không chinh phục được cái bản ngã mà chúng ta đang bị nô lệ nhiều đời kiếp. Chúng ta không nhận thức rõ được như thật về diệu ý của Đức Phật qua giáo pháp tứ diệu đế, qua thập nhị nhân duyên, qua tất cả những lời dạy của Phật. Bằng trực nhận nội tâm mới gọi là giác ngộ lời dạy của Phật. Chúng ta nhận thức rõ được như vậy thì chắc chắn mầm bệnh vô minh sẽ không tồn tại trong con người của chúng ta. Thử hỏi, tất cả chúng ta tu hành cũng nhiều năm, hiểu biết Phật pháp cũng khá dày, khóa tu của chúng ta là đến 230 lần rồi, nhưng mà liệu mỗi con người chúng ta đã có lần nào bình tâm xét nghĩ về chất tu của chúng ta trong người hay không, và hiểu được giáo lý Phật bằng trực nhận nội tâm hay chưa? Đó là một vấn đề mà chúng ta cần phải lưu tâm. Chúng ta hiểu đời là khổ, chúng ta hiểu con người là giả tạm đấy, nhưng mà nếu ai nói động chúng ta, liệu chúng ta có hoan hỷ được hay không? Đó là một vấn đề. Liệu người ta có chê bai chúng ta, chúng ta có cười nhăn răng hay không, hay chẳng qua cười đó là một cái nụ cười gượng quê mà cho qua thôi? Đó là cái chúng ta phải kiểm nghiệm coi chất tu chúng ta khi đối diện trần cảnh nhiễm ô vô minh chúng ta còn hay không. Chúng ta tu làm sao, hiểu Phật pháp làm sao mà danh vọng chúng ta không bị đắm chấp, tiền bạc chúng ta cầm mà chúng ta không bị chi phối? Đó mới gọi là thật sự người hiểu đạo. Hiểu được lời Phật dạy đó là hiểu được trực nhận nội tâm. Chúng ta hiểu được như vậy có nghĩa là chúng ta phá vỡ cái vô minh trong lòng của chúng ta. Cho nên bệnh của chúng sanh hết nhưng tật của chúng sanh vẫn còn. Đó là cái mầm mà chúng ta phải cần giải tỏa. Nếu con người chúng ta trực nhận được giáo lý Phật đời là vô thường, thì chúng ta phải hiểu rằng nếu nghĩ cuộc đời là vô thường, hà cớ gì chúng ta phải phiền não? Một câu đó thôi, để chúng ta suy nghĩ xem, ngồi tư duy xem, ngồi thiền xem, nó ngấm từ từ trong lòng chúng ta rồi thì xin lỗi các cô bác, chúng ta đi ra đời, chúng ta vào xã hội, chúng ta vẫn làm lụng như bao nhiêu con người khác, vẫn đối diện tất cả những nghịch cảnh khác, nhưng tâm chúng ta vẫn có sự hoan hỷ. Đó mới gọi là người thấm tương trao của đạo Phật. Chúng ta chưa thấm, chúng ta mới thấm ngoài da thôi, chưa thấm tới xương tủy. Cho nên cái sự hiểu biết Phật pháp là hiểu. Khi đụng chuyện thì chúng ta thấy vẫn khổ, khổ, khổ và khổ khổ. Một giây khổ, tám cái khổ nó bao quanh chúng ta. Bởi vì chúng ta không tìm được virus của vô minh. Cho nên sở dĩ con người đời có sự hiểu biết, nhưng mà các vị phải phân biệt rõ ràng sự hiểu biết của con người đời và sự hiểu biết như thật trong đạo Phật khác nhau hoàn toàn xa. Sự hiểu biết như thật có nghĩa là nói về trí tuệ, mà trí tuệ như Hòa Thượng nói là trí tuệ bát nhã đó, chỉ có được khi tâm con người không còn phiền não, tâm con người đang trong sự thanh tịnh, lập tức tuệ bát nhã phát sanh. Đó là cái điểm đến của tất cả tu sĩ cũng như những người Phật tử tu học của chúng ta cần phải đạt đến. Tuệ này không phải có từ bên ngoài đưa vào, mà tuệ này chỉ phát sáng khi tâm chúng ta thanh tịnh và không còn phiền não. Đó mới gọi là người trí tuệ mà đạo Phật muốn xác định. Còn người đời
những người có kiến thức cao, hiểu biết rộng, những nhà khoa học, những học giả thâm sâu giáo lý Phật cũng không phải gọi là người trí tuệ theo tinh thần đạo Phật. Bởi vì những người này họ có được sự hiểu biết không phải do chính họ tạo, mà do họ tiếp nhận từ bên ngoài vào trong tư tưởng của họ. Học tập từ trường lớp, từ các thầy cô, học tập từ kinh nghiệm cuộc đời cũng từ bên ngoài mà mình có được. Tất cả chúng ta có được kiến thức cao chẳng qua là tiếp nhận từ bên ngoài vào, chứ không phải cái gì của chính mình cả. Cho nên cho dù người đời có học thức cao, nhưng chưa hẳn họ không nhìn rõ được đồng tiền là giả tạm, con người là giả tạm, sắc đẹp là không bền, nhưng họ vẫn lao vào mất đi cái bản chất đạo đức thanh tịnh ban đầu của họ. Cho nên hễ con người đời nào trên cuộc đời này mà đối diện những dục vọng của thế gian, đối diện trần cảnh của cuộc đời mà không bị nao núng, không bị ô nhiễm, người đó mới gọi là người trí tuệ. Tiến sĩ như cỡ này cũng không gọi là trí tuệ, bởi vì còn ngu nhiều lắm. Thật sự tiến sĩ Phật học, nhưng liệu chúng ta đã thẩm thấu được lời Phật dạy chưa? Chưa. Cho nên còn ngồi chần chừ ở cái ghế gỗ như thế này, chứ không là ngồi qua sen hết ráo rồi, phải không ạ? Tiến sĩ là cái bậc học vị cao nhất rồi đó. Mà tiến sĩ này mà nhờ tôi mà ra ngoài chợ mà mua hàng á, thì bảo đảm làm mồi cho thiên hạ, tha hồ mà gạt với tiền bạc. Vì giá cả người tu có biết gì đâu. Cho nên trí tuệ mà gọi là dựa trên cái kiến thức mà mình không có rõ được mọi việc, mình cũng vẫn là vô minh. Cho nên tiến sĩ là chỉ giỏi mà tương đối thôi, về giáo lý thôi. Mà anh thẩm thấu được giáo lý Phật, trực nhận từ tự tâm, giác ngộ giáo lý Phật mà tu được, đó mới gọi là tiến sĩ thật. Còn này tiến sĩ theo cái hình tướng thôi, để tạm thời làm việc thôi, chứ vẫn còn vô minh. Cho nên ra đời mà mua hàng bảo đảm bị bạn hàng lừa, lừa giá cả đâu biết gì đâu. Cho nên khi chúng ta đã bị lừa, có nghĩa là chúng ta không nhận rõ được sâu sắc, như thế chúng ta cũng không phải gọi là người trí được. Mà người đời ấy, người ta trọng về cái người có trí thức. Người tu của chúng ta, đạo Phật của chúng ta trọng người có đức, người có tuệ, người đó mới gọi là người phát sáng trên cuộc đời này. Nói như vậy, chúng ta không phủ nhận những người trí thức trên cuộc đời này, mà tôi muốn phân biệt giữa trí thức và trí tuệ khác nhau hoàn toàn xa. Cho nên người có trí thức chưa hẳn đối diện tài sắc, danh lợi, địa vị, vật chất, sắc đẹp, vân vân, mà họ vẫn giữ được tâm thanh tịnh. Các vị thấy rất rõ đúng không? Cho nên rằng ngay cả cái giới trí thức mô phạm nhất là nền giáo dục của chúng ta, mà nó đã làm oan ố một số giáo sư giảng viên vì đồng tiền mà mất đi cái giá trị nhà mô phạm, làm gương cho học sinh. Một vài điểm nhỏ thôi, chứ không phải tôi nói hết, nhưng mà một hiện giờ tình trạng là như thế. Các vị cũng đã thấy. Rồi các em học sinh vào trường lớp học được những gì của thầy cô giáo? Cái tình trạng thực tại của xã hội chúng ta đau lòng nhất là nếu những em học sinh sinh viên mà không đi học thêm là coi chừng điểm thấp ngay. Vì lý do cô giáo chủ nhiệm bảo, ai bảo con không đi học thêm? Con đi học thêm con mới giỏi, đúng không ạ? Đó là thực trạng nhất mà những người học trò của tôi tâm sự than thở. Bởi vì tôi là cái người luôn tiếp nhận lắng nghe giới trẻ, nhất là sinh viên và học sinh, đau lòng lắm. Cho nên khi nghe cái cuộn băng này, tôi cũng rất tha thiết cho những nhà mô phạm
những ai mà đang vấp phải không làm chủ được đồng tiền thì nên nghĩ lại cái vai trò mô phạm giáo dục của chính mình, để làm sao chúng ta xây dựng một cái giáo dục nền tảng của Việt Nam đúng như thật bản chất của giáo dục. Người giáo dục là người phải mô phạm, chứ không phải nhà giáo dục chỉ truyền đạt kiến thức mà thân không giáo dục cũng không đúng. Cho nên người tu sĩ của chúng ta, những người Phật tử chúng ta tu là chúng ta mô phạm từ thân cho tới tâm phải mô phạm. Cho nên các vị phải suy nghĩ là giữa trí tuệ và trí thức hai cái khác nhau hoàn toàn. Khoa học là những nhà trí thức có thể phát minh ra những cái mà con người cảm thấy rất là tuyệt vời, rất là hay. Có thể một chiếc máy bay lớn như vậy chở biết bao nhiêu trọng tải mà bay lơ lửng trên không cả mười mấy tiếng. Đó là điều hay chứ. Nhưng mà khoa học không thể giải tỏa nỗi đau của con người được. Chỉ có tôn giáo mới có thể giải tỏa được. Cho nên các nhà học giả, nhà B.A. Bajuto đó, một nhà học giả nổi tiếng, khẳng định khoa học càng lên cao bao nhiêu thì đạo đức con người xuống cấp bấy nhiêu. Điều này chúng ta suy nghĩ để xem là thế nào. Nên tôi đang nói về cái trí thức và trí tuệ. Bây giờ quay trở lại vấn đề cái hạt giống virus của chúng ta đang tồn tại trong mầm bệnh của con người. Đó là cái vô minh. Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn rõ, không phải nhìn bằng mắt, mà mình phải nhìn bằng trực tâm của chúng ta, liễu ngộ được cái lời dạy là con người là vô thường. Chúng ta hiểu là mới hiểu bằng kiến thức, nhập kiến thức, cái sự hiểu biết này vào trong tâm của chúng ta. Mỗi ngày nó thẩm thấu, thì chính cái vấn đề đó nó sanh ra cái nội lực để chúng ta kìm hãm được tất cả những cái cảm xúc khi chúng ta đối diện với trần cảnh. Chỉ một câu thôi đơn giản: nếu nghĩ đời là vô thường, hà cớ chi chúng ta phải phiền não. Một câu đó chúng ta sẽ suy nghĩ đi, chúng ta sẽ có được an lạc. Tâm bình chúng ta đã giải tỏa được một phần nào tâm bình của con người. Bởi vì chúng ta sống bị nô lệ cho cái tiền bạc, danh lợi, địa vị, vật chất. Chúng ta nô lệ cho cái bản ngã. Chúng ta lấy cái giả làm thật, cho nên cứ cho nó là tồn tại mãi. Khi nó mất đi thì chúng ta sẽ bị đau khổ. Đó là do cái sự chúng ta không nhận rõ được bản chất thật sự của vạn vật là vô thường giả tạm. Chúng ta hiểu chỉ bằng kiến thức, không đưa vào trong tâm hồn tu tập. Cho nên đụng chuyện là chúng ta thấy được là A-la-tu-la không ở trong người chúng ta. Có phải không ạ? Cho nên làm sao cuộc đời này ai nói khổ chứ tôi không thấy khổ. Nó là khách quan vô tư, hà cớ gì nó là khổ. Nếu tâm mình hoan hỷ, nhìn chỗ nào cũng hỷ hoan cả. Các vị thấy, hình như là các vị khóa tu an lạc này đặt cho tôi là người mang đến mùa xuân của khóa tu. Có bao giờ tôi giảng mà mặt tôi nó một đống bao giờ đâu. Đã bé mà. Chúng ta giảng là chúng ta nghe pháp làm sao mà tâm chúng ta được an lạc tự tại thì nghe pháp chúng ta mới đúng hướng được. Còn nghe pháp mà buồn tủi lệ rơi thì để làm được cái gì? Nghe làm chi? Nên tôi sợ nước mắt, hình như nước mắt không phải là bạn thân của tôi, mà nụ cười mới là bạn thân của tôi. Cho nên mỗi ngày cuộc đời nó rất nhiều điều làm cho chúng ta căng thẳng rồi. Chúng ta đừng gieo cho cái tinh thần chúng ta nặng trĩu nữa, mà chúng ta phải biết tu tập, biết gạn lọc, biết tìm một cái thế giới trong nội tâm chúng ta có được sự an lạc. Đó là trách nhiệm của các đệ tử của Đức Phật của chúng ta. Một ngày nào chúng ta sống không được an lạc, có nghĩa là chúng ta không phải là đệ tử Phật. Hà cớ gì phải buồn? Thân người là vô thường thì có gì đâu phiền não. Ta có chửi mình thì cũng kệ đi, mắc mớ gì đâu. Người ta nói oan mình thì cũng kệ đi, mắc mớ gì đâu. Đừng bao giờ làm nô lệ cho ngôn ngữ của người đời, nhưng mà vẫn lắng nghe người góp ý của người khác. Đó mới là người hiểu biết chứ. Cho nên mỗi ngày các vị thấy, khi mà chúng ta ngủ dậy đó,
100 người hết 99,9 người mặc một đống hết trơn à. Mấy ông xấu, thiệt là xấu. Ít bao giờ ai nở nụ cười mới vừa thức dậy đó. Bây giờ chúng ta tập thử xem, khi mở mắt ra là chúng ta có một nụ cười cảm ơn, phải không? Cảm ơn cuộc đời đã cho ta thêm được một ngày sống. Mà mình đã biết cảm ơn cuộc đời cho mình thêm một ngày sống thì mình phải biết tận hưởng cuộc sống bằng cái tâm an lạc chứ. Nói được là phải làm được, không cần học giáo lý cao siêu gì hết. Đây là cái quan điểm rất cơ bản chúng ta đã biết mà đã bị bỏ quên. Làm như thế thôi là virus vô minh nó tan hết ráo rồi. Phải hiểu biết được, phải có chất tu. Cho nên các vị nhìn Đức Phật thì chưa bao giờ khuôn mặt Đức Phật có một cái sự mà nó nghiêm khắc bao giờ. Chưa bao giờ khuôn mặt Đức Phật thể hiện một cái sự mà phóng túng buông lung bao giờ. Nhưng mà nhìn khuôn mặt Đức Phật nghiêm thì cũng không phải nghiêm, mà bình thường cũng không phải bình thường, mà nó có sức thu hút tất cả con người khi chúng ta nhìn diễn kiến khuôn mặt của Đức Phật. Bởi vì khuôn mặt đó biểu hiện từ cái tâm thanh tịnh, hoan hỷ, giải thoát, mới mở ra được cái khuôn mặt phúc hậu uy nghiêm như thế. Thế chúng ta tu làm sao biểu hiện ra khuôn mặt? Tâm chúng ta tu làm sao nó phải biểu hiện ra sắc tướng? Đó mới gọi là cái người tu của đệ tử Phật chúng ta. Thân tu mà tâm không tu á, nhìn mặt là mất sổ gạo, nhìn mùng một là thấy xui xẻo rồi thì khổ dữ. Đúng không? Ra đời đối kháng quá nhiều. Chùa là cái nơi chúng ta tiếp nhiên liệu tâm linh, thì chúng ta phải tiếp nhận những cái mà làm tiêu hao được cái phiền não đau khổ lo toan trong cuộc đời. Người đó mới gọi là người biết đi chùa. Cho nên nhận thức, phải nhận thức con người là vô thường, vật chất thế gian là giả tạm. Để chi? Để chúng ta không từ bỏ nó. Nhận thức rõ như vậy là chúng ta sẽ không đắm chấp bởi nó. Đạo Phật dạy chúng ta nhận rõ được tất cả là giả, để rồi chúng ta không có bị nó làm chủ chúng ta, mà ngược lại chúng ta vẫn sự nơ dũng nó làm phương tiện cho con đường tu tập tâm linh chúng ta. Khi đến đích, thuyền đã đến bờ, làm ơn bỏ thuyền để lên bờ giải thoát. Đó là cứu cánh của người đệ tử Phật. Khi chưa qua bờ phải nương thuyền, đừng xa rời thuyền. Thuyền đó là giới luật của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật. Đó là cái chúng ta phải tự hiểu biết được. Nhận thức con người là vô thường, vẻ đẹp con người cũng là vô thường, thì không có thanh niên nào khổ cả, không có phụ nữ nào khổ vì cái đẹp cả. Nhưng mà thử hỏi mấy ai không thích đẹp? Đó mới là cái bệnh trầm kha của con người chúng ta. Đúng không? Trời cho chúng ta có được cái sắc tướng đẹp, đó là cái phước tướng, đúng. Nhưng mà phải tu thêm cái tâm bên trong đẹp nữa thì mới gọi là con người hoàn hảo. Còn ở đây chúng ta tô điểm bên ngoài không, cho nên chúng ta phải khổ như Thúy Kiều thôi. Phải không? Đẹp là khổ, không đẹp cũng khổ. Vượt khóc hai cái này nó tự tại thông dong. Ai nói người tu cạo tóc đi là xấu đâu? Ai nói người đời có tóc là đẹp đâu? Các vị nhìn xem. Cho nên cái nhìn của chúng ta phải nhìn như thật, thì chúng ta mới làm chủ được những cái cạm bẫy của thế gian. Đẹp thì chúng ta tôn vinh, tôn trọng, nhưng không có bị lệ thuộc cái đẹp, thì đó mới gọi là người trí. Các vị nhìn coi trên hội trường chúng ta, bản thân con người tóc là đen, phải không? Đen là đẹp, ai cũng muốn màu đen bởi vì muốn trẻ. Nhưng mà muốn cỡ nào thì thời gian, cái búa thời gian nó phá từng cái hình thức, từ cộng tóc cho tới tất cả mọi con người. Từ đen nó chuyển sang màu muối rồi, từ tiêu nó chuyển sang màu muối. Bây giờ muốn nó đen cũng không được, mà có được chăng nữa là có ép thôi, nhuộm tóc thôi. Các vị thấy các cô, các cụ, các cụ ở đây là có nhiều người tóc bạc đầy hết trơn, đều hết trơn, nó có cái vẻ đẹp của người lớn chứ.
mắc cái chứng gì mà cứ ham đẹp tóc đen mà 90 mà nhuộm đen, người ta nhìn thấy không biết phải bảo không? Có phải không ạ? Cái thực tế. Cho nên những ai có tóc bạc đừng bao giờ buồn khổ, bởi vì đó là cái dấu hiệu già chúng ta phải đến. Nhưng quan trọng nhất đạo Phật dạy chúng ta, trẻ bên trong mới là quan trọng chứ. Ngoài đời nói rằng trên cuộc đời này không có một người phụ nữ nào xấu cả, chỉ có những phụ nữ không biết làm mình đẹp. Đó là quan điểm thế gian. Còn quan điểm của Phật giáo của chúng ta, trên cuộc đời này không có ai mà trẻ chua, không có ai mà già nua cả, chỉ sợ mình không biết làm mình trẻ thôi. Cái trẻ ở đây là cái sức sống, cái sáng suốt mình phải cần phải có, cái năng động, nhìn cuộc đời phải tích cực chứ. Cuộc đời là bể cổ cho những người nào mà tham thôi. Nhưng mà mình là cái người trí thức, nhìn cuộc đời là khách quan vô tư, chẳng khổ chẳng vui gì cả, bình thường. Cái bình thường đó là đạo của chúng ta. Nếu nói cuộc đời là bể cổ không đúng, chỉ đúng cho những người đã từng trải qua thăng trầm lận đận, thấy không? Thăng trìa có như là năm chìm bảy nổi, chín lên đên, tận hưởng vợ chồng rồi á, từ màu hồng thấy màu tím là chuyển sang màu đen, lúc đó mới cảm thấy là khổ thôi. Nhưng mà cuộc đời nó sẽ không khổ cho những thanh thiếu niên trẻ nó đang yêu nhau chứ. Lúc đó nó thấy màu hồng không mà, mình nói màu đen sao nó tin được. Đây là cái đối với những người đó không thể nói cuộc đời là khổ được. Cho nên á, người trung gian của chúng ta nhìn cuộc đời là khách quan vô tư. Khổ hay vui là do chính chúng ta tự tạo. Như thế thì một cái khổ, một cái vui thì mình chọn vui hay chọn khổ? Hả các vị? Dĩ nhiên vui đúng không? Mà nếu chúng ta muốn chọn cuộc đời là vui thì bản thân chúng ta phải biết được căn bệnh chúng ta, làm sao để giải phóng cái khổ ra khỏi tâm hồn chúng ta. Được như vậy thì chúng ta mới tạo cho chúng ta có niềm vui chứ. Cho nên cuộc đời này đừng bao giờ buồn phiền gì cả. Tập chúng ta phải nở nụ cười. Cho nên rằng sáng sớm mở mắt ra mỉm cười một cái, nhất là nếu chúng ta gần ông xã hay là bà xã chúng ta, nhìn nhau cười một cái, đó là rất là tuyệt vời, hay hơn chứ. Còn nếu mà chúng ta nằm ngủ một mình thì cứ nhìn lên trần mà cười một cái, nụ cười đâu mất tiền mua. Mà chúng ta cười một lần thì chúng ta sẽ thấy được tâm hồn chúng ta dễ chịu hơn. Cái tu của chúng ta rất là đơn giản, nó nằm trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên nếu mà mình đã vì vô minh cho nên chúng ta thấy cái đẹp nó là thật, cho nên khi chúng ta yêu nhau, chúng ta lấy nhau rồi, cái đẹp nó mất rồi á, thì chúng ta lại chán, thì tìm một người khác đẹp hơn vân vân, cho nên khổ cả gia đình chúng ta, bởi vì chúng ta không chấp nhận cái giả đó, cái thật giả thật đó mà chúng ta cho là thật có, cho nên nó mất đi chúng ta đau khổ. Bây giờ Đức Phật đâu có khuyên chúng ta đi tu hết, ở đời cũng được mà đi tu cũng được, nhưng mà ở đời thì vẫn sống được hạnh phúc, đó mới là cái đệ tử Phật cần phải làm. Tôi chưa bao giờ nói lập gia đình là khổ cả. Nếu như những người đó biết tu tập theo giáo lý Phật chẳng có gì khổ. Biết chi túc, ít muốn biết đủ, không tham sắc, hiểu rõ được sắc là giả. Muốn tận hưởng thì phải biết rằng giả nó phải tiêu tùy, nó phải mất đi. Thì nếu mình đã chấp nhận cái đẹp đó thì mình phải chấp nhận khi nó mất đi mình không đau khổ. Người đó mới là người biết sống, người đó mới là người trí tuệ. Nhưng mà ngặt nỗi con người chúng ta tham đẹp, mà cái đẹp đó là giả, mà cứ nói giả là cho nó thật, mà hãy cho nó thật cho nên nó mất đi chúng ta đau khổ, cho nên tự chúng ta làm phiền não, tự chúng ta làm đau khổ, chứ cuộc đời không làm cho chúng ta đau khổ. Nhận thức được như vậy thì phá vỡ được cái vô minh trong cái con người của chúng ta. Tâm bệnh là do con người không hiểu biết quy luật cuộc đời, không hiểu được bản chất của cuộc đời. Từ con người, sự vật cho tới tất cả những gì có hình tướng, nó giả hết chứ. Nhưng mà Đức Phật hay cái là chỉ cho người nhận thức được cái giả mà không rời bỏ cái giả.
dùng cái giả để làm phương tiện cho cái con đường tu của chúng ta. Khi đạt đến rồi thì bỏ hẳn cái giả, không có một cái chữ nao núng luyến tiếc. Đó là cái con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta. Quá rần rần như thế mà chúng ta không rõ, mang nặng chi nó cực quá vậy. Muốn giải thoát là tâm phải nhẹ nhàng, tinh thần phải thoải mái. Mà muốn được như thế thì chúng ta phải nhận rõ được đâu là vô minh. Mình đang học cái nhân trí tuệ mà, cho nên phải nhận rõ được. Bây giờ tôi nói cái đồng tiền thôi. Đồng tiền là vật vô tri vô giác. Ai sản sinh ra nó các vị? Con người chúng ta. Con người chúng ta sản sinh ra cái vật vô tri vô giác, nhưng mà con người chúng ta không làm chủ được nó, không sai khiến được nó, mà ngược lại lại bị nó sai khiến chúng ta. Như vậy chúng ta có gọi là trí thức đâu? Chúng ta gọi là trí tuệ đâu? Ai xưng danh vỗ ngực tôi là người trí thức đấy? Xin lỗi các vị, khi nào các vị cầm đồng tiền không bị chi phối đồng tiền thì đó mới gọi là người thật sự có chất lượng trong cuộc sống. Người đó mới gọi là người không có vô minh. Nhưng mà đồng tiền, vì đồng tiền mà anh em phải chia lìa nhau, vì đồng tiền mà thân bằng quyến thuộc phải cãi cọ nhau, giành nhau, giành những cái mà nó vô bổ như vậy, giành những cái mà nó giả tạm thì mình giành để làm cái gì? Giống như bắt bóng trong gương. Như thế thì nó quá uổng. Như vậy thì chúng ta là vô minh. Nói như thế để Đạo Phật dạy chúng ta không có một cái con đường tiêu cực, nhìn rõ được nó mới làm chủ được nó. Nếu chúng ta không nhìn rõ được nó, chỉ biết sơ sài thì chúng ta sẽ bị nô lệ bởi nó. Đẹp, mình biết đẹp, nhưng đừng cho nó thâm nhập vào tâm hồn để mà ngày nào cũng nhớ nhung. Như thế chúng ta bị nhiễm rồi. Vậy thôi. Mà cái đẹp đó Đức Phật mới nói là quán thân bất định. Các vị có biết cái làn da của người ta đẹp đó đâu phải là người ta tự nhiên nhiều đâu. Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, tiền bạc nó đổ ra mới có được trường tồn cái vẻ đẹp tạm thời đó. Chứ phải là không đó. Cho nên cái làn da mà có tô, có chét kem gì Nivea ha. Kem dưỡng da là dưỡng thể gì đó, là cứ dưỡng tạm thời thôi. Nhưng mà nó già, nó cũng già. Già mà khoảng 90 tuổi nó nhăn rồi, các vị dưỡng cỡ nào cũng không bao giờ mà nó láng lại được. Đúng không ạ? Đó là cái bản chất đó. Cho nên nếu những ai có nét đẹp, đó là cái phước tướng của chúng ta, chúng ta nên tân trang thêm cái tướng đẹp bên trong nữa. Đó là cái đức hạnh của một con người. Đó mới là cái trường tồn, đó mới thu hút được cái đối tượng khác. Còn cái vẻ đẹp bên ngoài mà chúng ta chỉ có tập trung để người khác thu hút, chỉ có một thời gian nhất định, rồi chúng ta sẽ bị khổ vì cái đẹp khi nó đã bị xuống cấp. Cho nên con người đời của chúng ta rất hãnh diện vì cái hình tướng đẹp, rồi dùng cái đẹp đó mình đi tùm lum tùm la thỏa thích, cho nên cuối cùng chúng ta không được gì cả. Các vị thấy Đức Phật của chúng ta hảo tướng không? Hảo không? Hảo quá đi chứ. Ngài đâu có chúng ta là đứng giữa chợ cho mọi người tham quan đâu. Ngài ẩn. Ấy thế mà chúng sanh ai cũng đến với Ngài hết. Đức tỏa. Chúng ta tu theo Phật là chúng ta phải tu từ trái tim của chúng ta. Chúng ta làm sao để chinh phục được những cái phiền não trong lòng, chuyển hóa nó. Cho nên chuyển hóa tâm bệnh có nghĩa là chúng ta chuyển hóa phiền não thành bồ đề. Bồ đề có nghĩa là trí tuệ. Chuyển hóa chứ không phải là chữa trị. Phiền não là bàn tay màu đen, bồ đề là bàn tay màu trắng. Nó cũng là một bàn tay. Cho nên Đạo Phật không bảo chúng ta phải chặt cái màu đen. Cho nên chúng ta làm sao phải làm chủ được, lúc nào cũng sống với cái bàn tay màu trắng này. Đó là đi tới cái sự giác ngộ bồ đề. Chuyển hóa tâm bình là tự chúng ta phải làm. Chúng ta là bác sĩ. Bác sĩ này bác sĩ tâm, chữa tâm chứ không phải chữa thân. Cho nên người bác sĩ ngoài đời chữa được thân bệnh của con người, đó là một cái vị Bồ Tát đại sĩ thị hiện. Những người xuất gia của chúng ta
là những bác sĩ chữa tâm bệnh của con người, cũng là Bồ Tát thị hiện. Và bản thân chúng ta là Bồ Tát đại sĩ, tự chữa cho chúng ta được nữa. Bằng cách nào? Giữ gìn sức khỏe, đừng tham ăn, tham uống, tham ngủ. Hòa thượng nói mình tu đó mà muốn tham ăn á, muốn ăn ngon thì ra đâu ăn? Hả? Nhà hàng. Muốn ngủ êm đẹp, sung sướng thì ra khách sạn mà ngủ. Khóa tu chùa khổ quan là tu khổ hạnh mài dũa, chứ không có dạng đó. Hòa thượng từng nói của chúng ta. Cho nên con người của chúng ta ngọc bất trác bất thành khí. Nếu trở thành một viên ngọc sáng suốt ở đời, chúng ta phải biết mài dũa. Có nghĩa là cái sự tu niệm chúng ta phải có. Tu thì tôi nói rồi, tôi không cần nói nữa, Hòa thượng đã nói rồi. Chúng ta phải nương vào giới luật chúng ta đang thọ, và chúng ta phải tu theo cái phép giới định tuệ, thông qua chánh niệm cho thân khẩu ý chúng ta giữ cho thanh tịnh. Như thế là chúng ta đã thấy mãn nguyện. Vậy thôi đơn giản tôi cả đời chúng ta học chưa xong. Nhưng nhất là cái miệng chúng ta khổ dữ lắm, rất là nhiệt tình, vô tới chùa rồi vẫn nói, không ai hỏi cũng tự động nói chuyện xấu của người ta, ngộ vậy đó. Cho nên có cái miệng không mà tu hoài chưa được, chứ đừng nói tới thân và ý. Rất nhiều điều chúng ta phải làm. Cho nên khi mà chúng ta biết được tâm bệnh là do virus vô minh và tham ái. Tham đó là tham tài, tham sắc, tham danh, tham đủ thứ, cho nên chúng ta mới khổ. Nếu mà chúng ta biết sống ít muốn biết đủ thì chúng ta không khổ. Tôi thấy có nhiều người làm sáng, làm chiều, làm đêm, làm tối, làm quá trời. Hỏi tại sao con làm dữ gì, tôi muốn có tiền. Con muốn có tiền để làm gì, để con muốn tận hưởng. Con muốn có tiền để làm gì, con muốn làm gì cũng được. Có tiền là có tiền, có tiền là trên hết. Cho nên người đời mới ví von cái đồng tiền đó. Tôi nghe lóm mà tôi nhớ không hết, nhưng mà tôi đọc cho các vị nghe để mà gọi là xin cống hiến thôi. Không biết phải không? Người ta nói là tiền là tiên là Phật, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cái gì? Là cái cân công lý, tiền hết ý. Người ta tôn trọng đồng tiền như thế. Nhưng mà người ta không biết được đồng tiền là cái con người sản sinh ra nó, là trách nhiệm chúng ta phải làm chủ được nó. Nhưng mà hầu hết chúng ta bị đồng tiền làm chủ chúng ta. Như thế thì chúng ta không có gọi là trí thức được. Chúng ta không gọi là chúng ta là người lớn được. Người lớn là cái người phải biết được cái chúng ta nên làm tốt hay xấu. Cho nên cái đồng tiền nó làm cho từ con người chúng ta, từ lớn tới nhỏ, từ trên xuống dưới, đều bị nó làm nô lệ hết. Như vậy thì chúng ta cảm thấy hổ thẹn khi chúng ta tụng kinh lễ bái Phật không? Diện kiến Phật với tư cách là đệ tử Phật mà không giống Phật, làm gì Phật gia hộ chúng ta? Một cái gì thôi, mỗi ngày chúng ta lễ Phật là phải phát nguyện giống Đức Phật. Mà giống Đức Phật là chúng ta phải thuần tu, đó mới là việc chúng ta làm. Cho nên hãy ngồi thiền hay niệm Phật tùy pháp môn của chúng ta, nhưng mà chúng ta phá vỡ được vô minh là chúng ta phải tập dần dần. Ngoài việc giữ giới, nhưng mà chúng ta phải tập nhìn tư duy về cập nhật cuộc đời. Làm thế nào để nhìn thân người là vô thường, đời là vô thường, bằng trực nhận tự tâm chúng ta hàng ngày. Lúc đó chúng ta sẽ thấy nội lực của chúng ta phát sanh. Mà khi nội lực phát sanh như thế thì chúng ta mới có được cái phòng thủ chắc. Khi mà trần cảnh đối diện, chúng ta không bị nao núng. Tập từ từ đi, phá tu chùa khổ quan. Chúng ta đến với nhau đây mà lỡ bà nào mà bà nói nặng mình hoan hỷ. Hay lỡ bà nào bà ngồi ngay chỗ mình rồi mình nói nhỏ nhẹ, người ta không chịu đi, thôi mình hoan hỷ mình đi đi. Đó là tu, đó là thực tế nhất. Xả bỏ đi, mình phải tìm được cái sự an lạc. Đừng có ngồi để mà gây lộn nhau. Tôi đi trước cứ dùng cái lý thôi à. Bây giờ trước sau không biết, nhưng mà của ai người đó đã ngồi rồi thì mình không thể nào ấy được. Giống như là trong Tây Quan là của Quan rồi. Cho nên hiểu biết như thế thì chúng ta lúc nào cũng hoan hỷ. Cho nên người mà thoát khỏi được cái tâm bệnh, thứ nhất
chúng ta phải tìm được virus nguyên nhân gây ra tâm bệnh của con người, đó là nguồn gốc vô minh và tham ái. Không nhận thức rõ được cuộc đời con người và vô thường giả. Và chúng ta luôn tham đắm theo tiền bạc, danh lợi, địa vị vật chất, đó là cái mãi mãi chúng ta luôn tâm bệnh hoạn. Có nghĩa là tinh thần chúng ta bệnh. Tinh thần bệnh có nghĩa là tinh thần đau khổ. Mà con người tinh thần làm trọng. Các vị nhìn đi, trong đạo tràng chúng ta, khi chúng ta tiếp xúc nhìn khuôn mặt, một số người khuôn mặt rất tự tại, thông dong, nhìn khuôn mặt rất hảo tướng. Nó hảo tướng từ trong ra ngoài, bởi vì cho cái tánh của họ có chất tu. Ngược lại cũng trong đạo tràng của chúng ta cũng có một số người á, là nó còn chưa thẩm thấu cái nét giải thoát trên khuôn mặt, là do chúng ta. Cho nên đây là Bồ Tát không á chứ, tìm trở lại chính mình đi đó. Cho nên hễ bước vào các tu an lạc, chủ đề an lạc mà tu không an lạc là mình tu sai đường. Bước vào chùa của quan tu an lạc là miệng phải cười, ngoại trừ khi ngồi thiền 5 phút đừng cười. Hòa thượng ấy, chứ đừng có, hòa thượng nói chúng ta hãy tĩnh lặng 5 phút cái tự cả đầu tràng cười hết ráo chết tôi luôn ấy. Hòa thượng nói ai dạy tới thầy Quan Tạng là kẹt lắm. Cho nên nụ cười chúng ta đặt đúng chỗ đúng nơi là chúng ta là người trí tuệ. Lúc nào cũng mỉm cười, bởi vì cuộc đời có cái gì mà chúng ta phải rắc rối đâu. Đó là tập cái hạnh giải thoát chúng ta. Chỉ học như thế thôi là chúng ta đã giải phóng biết bao nhiêu cái phiền não trong tâm hồn chúng ta rồi. Virus là nó diệt nhiều lắm rồi, chuyển hóa. Cho nên là cái đã biết được cái vi khuẩn, cái virus là do vô minh và tham ái. Cho nên chúng ta phải tu tập mới có được cái đó. Như nãy tôi nói tu tập thì giới thì Hòa Thượng nói rồi phải không? Và tu theo cái tam vô lậu học, giới định tuệ là cái cơ bản của tinh thần đạo Phật chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải đưa về cuộc sống, để ý từng giờ từng phút bằng cái miệng chúng ta, bằng suy nghĩ chúng ta khởi ra như thế nào, hành động chúng ta làm có lợi mình và lợi cho người khác, lợi cho đất nước quốc gia, lợi cho Phật Pháp hay không, chúng ta hẳn làm. Đó là chúng ta đã đang chánh niệm làm chủ được thân khẩu ý. Khi chúng ta làm chủ được tâm ngẫu ý, có nghĩa là chúng ta chinh phục được cái ngã của chúng ta, thì con người ngoài đời chúng ta rất dễ chinh phục. Chiến thắng ngàn quân giặc không bằng tự chiến thắng mình. Tự chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Nó rần rần như thế mà nghe hoài không tu gì trơn trọi. Sau này đã tham gia khóa tu an lạc, chúng ta áp dụng ngay. Về nhà lỡ chồng mà có la gì mình buồn ai á, mình cứ nhớ à, mình đã tham gia khóa tu an lạc. Đừng buông. Tại sao phải buông? Phải nở nụ cười lại cho ổng sợ chơi. Hay hơn chứ. Cái nụ cười quan trọng. Ai nói gì chúng ta cũng cười. Nói nặng cũng cười, mà nói nhẹ cũng cười. Cái nụ cười đó người ta mới đặt dấu hỏi, mới là ghê. Tu phải tu gì cho người ta sợ chứ. Sợ đây là kính sợ mới gọi là đệ tử mà. Các vị thấy Hòa Thượng trưởng ban chúng ta, Hòa Thượng tự trí hạ quả. Tôi cũng có dịp gần, cụ có bao giờ nói đâu mà cụ hoan hỷ lắm. Nhưng mà tại sao ai gặp cũng sợ vậy? Đúng không? Ai gặp cũng sợ. Sợ đây là cái uy của Ngài, chứ không phải sợ vì kinh sợ. Cái uy đức của Ngài tỏa. Nhưng mà gần đi các vị sẽ thấy cụ thương Phật tử lắm, thương học trò lắm. Tôi cụ cũng thương. Cụ rất lo lắng chứ phải không? Cụ sống rất tình cảm. Nhưng mà các cụ sống trong bằng lý trí. Cho nên chúng ta có diễm phúc là gần được một số hòa thượng ở trong thành phố chúng ta là điều diễm phúc. Chúng ta làm sao phải lấy được cái tinh ba kinh nghiệm tu tập và cái đức của các cụ để hưởng, để chúng ta tu niệm, đó mới là cái người biết tu. Tôi thấy ở đây hòa thượng Thượng Minh Hạ Chân chúng ta là sáng mới giảng đúng không? Ngày rãng sâu lắm đó chứ. Nhưng mà tôi thấy có một số người chăm chú, một số người sâu đến nỗi mà đưa vào thiền luôn, tôi thấy không biết sao. Cho nên chúng ta thấy rằng khi chúng ta đi nghe giảng, một vị nào giảng mà làm cho chúng ta thích thú mà vui nhộn, chưa chắc là cái điều hay đâu. Ví dụ như tôi chẳng. Nhưng mà một vị giảng mà nó trầm, nó sâu, tạo một cái môi trường nó thanh tịnh, đó mình phải tìm được sự thanh tịnh đó. Tại vì khi mà thanh tịnh như vậy dễ đưa vào giấc ngủ. Nhưng mà chúng ta tỉnh được
Điều này chứng minh rằng nội tâm chúng ta tu học rất là cứng cỏi. Mình phải để ý cái chuyện này. Cho nên hòa thượng của chúng ta cũng vậy, hầu hết giảng rất trang nghiêm, ở mà cương vị của cụ mà. Nhưng mà chúng ta nghe rồi chúng ta sẽ thấy được có nhiều cái rất sâu sắc. Mà muốn nghe được, hiểu được, tâm mình phải chánh niệm, tập trung. Chứ tâm mình mà cứ nghe nhưng mà cứ gật hoài, tập ý cái này hoài thì chỉ có vô minh thôi. Như hòa thượng nãy hòa thượng dạy cốt lõi rất là sâu sắc. Nhưng mà tôi thấy vẫn có người ngủ ngon lành luôn. Cho nên hôm nay là tôi chỉ phương tiện là khơi dậy, thay đổi một chút không khí cho vui trong một cái sự hiểu biết. Chứ không phải tôi muốn giảng cho các vị cười theo cái thỏa chí, không phải. Cho nên hiện nay một số tăng ni trẻ giảng lầm nhận về vấn đề này. Làm thế nào, tìm cách nào để làm cho Phật tử thích thú, làm cho Phật tử cười nhộn. Nhưng mà coi chừng trong khi đó chúng ta rơi vào cái tinh thần giải đãi rất nguy hiểm. Thậm chí một số người giảng còn ca nữa, còn ngâm giọng cổ hay thiệt đó. Tôi không làm được như thế. Nhưng mà đó là cái chúng ta phải nhìn rộng. Nơi nào chúng ta nghe giảng, nơi đó phải đúng theo tinh thần của Phật giáo. Thật tu thật học, đó là điều chúng ta phải tư duy. Chứ đừng bao giờ chỉ nghe bằng cảm xúc. Vui là thích, trầm trầm là chán, là coi chừng tâm chúng ta đang bị lộn đường, nghe lộn pháp, tu lộn ngõ, đến lộn chỗ, coi chừng chúng ta cũng lộn hết. Phải không ạ? Cho nên ở đây là cái chúng ta nhận thức. Chuyển hóa tâm bình có nghĩa, nghĩa bóng là tu tập làm cho tâm được thanh tịnh. Mà muốn tu tập như vậy, hòa thượng dạy chúng ta nương theo giới định tuệ thông qua chánh niệm tỉnh giác, bởi làm chủ thân khẩu ý. Còn phương diện của tôi là mở ra một cái phương diện khác để hỗ trợ thêm cho cái chủ đề hôm nay. Có nghĩa là chúng ta muốn chữa được tâm bệnh, chúng ta phải biết được virus nó nằm ở đâu mới chữa được chứ. Virus đó là vô minh và tham ái. Mà đã thấy rõ được rồi, chúng ta phải tu làm sao để mà bật hẳn cái cội gốc vô minh ra, hoặc giả chuyển vô minh thành bồ đề, chuyển tham ái thành vô ái. Có nghĩa là đạo Phật không dạy chúng ta không tham. Phật không dạy chúng ta không tham bởi vì chúng ta tham, cho nên có cái từ không tham nó đối chọi. Phật dạy chúng ta hãy nhìn rõ tất cả là quyển quá vô thường, để rồi chúng ta làm chủ được nó, dùng đó là phương tiện phục vụ cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta sống để làm gì? Đó là vấn đề điểm đến của con người. Một số người nói sống để hưởng thụ là sai. Sống để nâng cao đạo đức, làm lợi ích cho mình và người khác, sống có giá trị như thế mới sống. Như thế thì tự hỏi chúng ta phục vụ cho cái thân của chúng ta nhiều, nhưng mà chúng ta không thương chính chúng ta. Ăn thì cho ăn ngon, làm bán sống bán chết, ăn ngày ba bữa cơm, nhiều lắm là ba chén cơm, già thì ăn một chén cơm, nửa chén cơm, mà làm tới thấp. Tiền chất đóng mà không lo cho sức khỏe, chủ nhật không chịu đi chùa như chúng ta. Như thế thì tu quỷ vô tượng nó cướp đi, bắt đầu mới vô chùa, thầy ơi cứu con, sao cứu được? Không cứu được. Cho nên những người ngồi ở đây nghe và tu đây là những người là đã có thiện duyên với Phật Pháp rất nhiều. Hy vọng chúng ta lại nâng cao hơn nữa, tinh tấn hơn nữa, để đi chùa nghe Pháp, tìm được cái cốt lõi lời dạy của Phật bằng cái tâm thật sự hiểu biết của chúng ta. Đừng nghe Pháp bằng cái cảm xúc, coi chừng nó sẽ đi cà quần, thân hết bệnh, tâm hết bệnh, nhưng mà chủng tử tâm vẫn còn bệnh. Giống như là thân hết mà cái tật của con người vẫn còn. Điều này là cái điều chúng ta đã và đang bị vướng mắc vào trong lĩnh vực này. Cho nên giữ giới cũng vậy nữa. Chúng ta phải nhớ giới là Đức Phật không bắt chúng ta phải tuân thủ, mà Đức Phật khuyên chúng ta nên gìn giữ, chứ không phải bắt chúng ta, buộc chúng ta phải như thế. Hai cái khác nhau. Và giới luật là cái hàng rào để bảo vệ tạm thời khi tâm bồ đề chúng ta đã còn non yếu. Giống như cái cây mới trồng
chưa bén rễ cần phải hàng rào, nếu không thì gà chó nó bơi thì cây nó chết. Nhưng mà cái tâm của chúng ta tu dưỡng nó giống như là cây sòi, cây mít, cây cổ thụ rồi, cần phải rào nữa không các vị? Cần rào không? Không rào nữa, trở về trạng thái tự nhiên thanh tịnh của cái cây đó, 10 con gà bơi nó cũng không chết. Sở dĩ chúng ta chặt 5-7 nhát cũng chưa chắc chết nữa. Sức mạnh quá mà. Đó, điều đó là chúng ta phải nhớ. Giới luật là phương tiện và có hữu dụng khi tâm con người còn phiền não và yếu ớt. Và giới luật sẽ không hữu dụng cho những con người đã an trú trong chánh niệm và thanh tịnh, thì giới luật không hữu dụng cho những người đó. Phải nhớ rõ, cho nên chúng ta đừng chấp vào. Giới không sắc sanh thôi, nói thiệt với các vị chỉ giữ thô thôi, tế chưa giữ được, đã và đang thôi. Mình chấp quá, con vi trùng cũng không dám riết, thì xin lỗi các vị, dưới đất đầy vi khuẩn không hết, đúng không? Bây giờ nếu mà chỉ vì sợ không di chuyển thì chúng ta sống như thế nào đây? Không lý gì tất cả thầy trò chúng ta cứ ngồi yên gì tới 10 năm luôn hả? Không đi đứng không gì cả. Mà không đi đứng không gì cả sao tồn tại? Hãy ăn là phải có ra, nó vô phải có ra chứ. Uống cũng phải ra, mà ăn cũng phải ra. Mà ngồi như thế này không dám đi thì sao vậy? Cho nên mình phải hiểu được giới không sắc sanh là gì. Hiểu được giới không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không trộm cắp là gì. Chúng ta phải hiểu tại sao Đức Phật khuyên chúng ta là như vậy. Và mục đích là gì chúng ta phải hiểu rồi chúng ta mới giữ giới được. Chứ không phải là chúng ta thọ giới, tâm quy ngũ giới, dạ vân mô Phật con giữ được, cứ thế mà giữ. Như thế là ngu, ngu giữ. Không rõ được. Bây giờ Đức Phật nói là không nên uống rượu, bây giờ mình thêm bia và các chất say nghiện nữa, thêm vô chứ có sai đâu. Đó là tùy lúc, tùy hoàn cảnh chúng ta phải uyển chuyển, làm sao phù hợp cái tinh thần Phật giáo vào trong con người là cái Phật cho phép. Cho nên nó học trò rồi nó nói, ủa thầy, Phật nói là không nên uống rượu nhưng mà con uống bia được không? Dạ không. Ủa tại sao vậy thầy? Bởi vì ngôn từ khác nhau nhưng ý nghĩa giống nhau. Các chất say con ơi, những chất làm loạn động con người đều rơi vào rượu hết. Nghĩa của nó là vậy. Cho nên khi chúng ta muốn giữ giới, chúng ta phải học giới rõ ràng, chúng ta mới biết đường mà giữ. Còn không là chúng ta cứ cảm thấy giới là một cái gông cùm siết cổ chúng ta, cản trở bước tiến chúng ta, là chúng ta quá tiêu cực. Đức Phật đâu có dạy chúng ta như vậy. Mà nếu chúng ta hiểu được bản chất giới thì giới là cái tràn hoa tô điểm nhân cách của con người, thì chẳng có gì mà chúng ta phải gò bó cả. Phải sống là phải hiểu được như vậy. Giới thôi nó chưa nói tới khác, mở mở chút xíu cho các vị thấy. Cho nên chúng ta tu cần phải tư duy. Văn tư tu là bản chất của người nghe giảng. Muốn đột phá được vô minh là chúng ta phải học cái cách để làm sao nhận thức bằng một cái sự sâu sắc, bằng cái sự trực diện nội tâm của chúng ta. Như vậy thì chúng ta mới gọi là chúng ta là người trí được. Và như vậy thì chúng ta là một bác sĩ tự chữa tâm bệnh của chúng ta được, thoát khỏi cái tâm bệnh. Cái tâm bệnh đây nói là cái khủng hoảng tinh thần, cái sự đau khổ về tinh thần. Thì những cái gì mà chúng ta nhìn thấy nó đau khổ chúng ta đừng bao giờ làm. Hút thuốc là có hại cho sức khỏe thì đừng hút. Biết mà vẫn hút như thế giống như con thiêu thân lao vào là chết, như thế là vô minh. Mà cứ nhổ ngực xưng tên con là Phật tử, con đã thọ tam quy ngũ giới, nhưng mà con ngu quá thì Phật nào mà biểu là đệ tử Phật đâu. Rất đơn giản. Cái gì có hại chúng ta phải giảm. Tôi không nói là triệt tiêu, bởi vì đàn ông điếu thuốc là đầu câu chuyện, đàn bà miếng chầu là đầu câu chuyện, thì đàn ông điếu thuốc cà phê là đầu câu chuyện. Người ta phải ra cuộc đời, người ta lại làm ăn, người ta phải ngoại giao, mời điếu thuốc để ngoại giao. Mình hút vì ngoại giao, mình hút vì ngoại làm việc, mình hút vì mà đối tác thì nên hút. Nhưng mà hút như thế nào phải biết. Một điếu thuốc là có hại cho sức khỏe thì hút như thế nào, mình biết được cái lợi hại đó, mình ngưng đúng chỗ, đó là mình tu đó. Mình giữ được giới là như thế. Chứ phải giữ giới là phải xa hết. Ai nói đâu, có ai bảo đâu. Cho nên sở dĩ Đức Phật khuyên chúng ta không nên uống rượu, bởi vì rượu bia vào là lời ra.
rượu bia vào làm tê liệt các dây thần kinh, và cái sự cảm thức, nhận thức phân biệt chúng ta ngày càng nó bị không sâu sắc, dễ bị đưa vào cái con đường sai lầm. Mục đích của Đức Phật như vậy. Bây giờ chúng ta một giọt cũng không thấm vào môi nếu như không cần thiết, thêm cái lòng, cái cổ đó vô, chúng ta sẽ thấy giới luật của Đức Phật rất tích cực và hợp lý. Anh uống mà anh làm chủ được bản thân anh vẫn sáng suốt, lời nói anh vẫn có giá trị, đi đứng vẫn trang nghiêm, làm chủ được bản thân trước ngoại cảnh, uống như thế không phạm. Chỉ có Đại Thừa Phật giáo mới giải thích được bản chất giới như thế thôi. Nói như thế không phải khuyến khích đâu nghe. Có chuyện thì uống chút chút ngoại giao, đừng có mà ngồi không mà cũng uống. Như thế thì như thế là không được. Nhưng mà mình phải hiểu được bản chất giới, giữ giới như thế mới gọi là người hiểu biết. Cho nên ngày hôm nay á, một tiếng đã trôi qua, nhưng mà vấn đề, chủ đề chuyển hóa tâm bệnh còn nhiều cái để mà chúng ta tìm. Tại vì á, thân bệnh là có biết bao nhiêu cái chứng bệnh, biết bao nhiêu loại virus. Tâm bệnh cũng vậy, biết bao nhiêu cái chứng bệnh và biết bao nhiêu loại virus. Cho nên hôm nay ngoài Hòa Thượng đã chỉ rồi thì tôi chỉ điểm thêm cho các vị, giới thiệu, trân trọng giới thiệu cho các vị hai loại virus cơ bản, đó là virus vô minh và tham ái, mang tới tâm bệnh của con người. Cho nên thấy rõ được thì tu như vậy thì ắt hẳn chúng ta cũng có được một cái sự an lạc, giải thoát được một phần nào về tâm bệnh của chúng ta. Và nếu mà tâm không bệnh thì nhìn mặt lúc nào cũng cười thì tâm nó sẽ hết bệnh. Nhưng mà đừng giống như là ngủ cũng cười, cái gì cũng cười, coi chừng người ta nói mình điên cũng không được đó. Cười đúng chỗ đúng nơi, nụ cười đó là biểu sự cái sự hoan hỷ giải thoát trên cuộc đời này. Cho nên cuộc đời này không có đau khổ đâu, nếu mà biết tận hưởng nó thì trong cái sự đau khổ này nó có cái vẻ đẹp. Chúng ta phải nên tận hưởng cái vẻ đẹp của cuộc đời, đừng có cho cuộc đời là màu đen. Bầu trời buổi sáng nó đẹp, buổi trưa nó nắng gắt, nhưng buổi chiều nó lại dịu lại. Thì con người và cuộc đời chúng ta cũng vậy. Cuộc đời là khách quan vô tư, đi vào nó muốn được an vui thì chúng ta phải học theo chánh pháp, muốn đau khổ thì học theo lề lối của cuộc đời. Tùy các vị cứ chọn. Khổ vui là do chính chúng ta tự thưởng thức, chứ không phải cuộc đời làm cho chúng ta đau khổ hay là làm chúng ta vui cả. Tất cả đều do tác nhân là con người của chúng ta. Chúc các vị luôn có được một cái nhìn sáng suốt để đi vào cuộc đời bằng cái tâm thanh tịnh. Thân bệnh tâm không bệnh, thân thể già nua nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung. Đó là cái điều mà Hoàng Thành rất mong muốn các vị lúc nào cũng mãi mãi tươi trẻ trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy khuyên nhũ sống tranh niềm tình giác.